Chào toàn thể anh em đam mê PCP trên mọi miền tổ quốc nhé. Hôm nay mình lên video giới thiệu anh em này cái cầm cái dây đấy, cái cầm cái dây để anh em chơi sống PCP truyền thống nhé. Thì trước khi giới thiệu chi tiết về cái cầm cái dây thì shop sẽ nói qua về cái hình thức mua hàng của bên shop anh em nhé. Bên shop ship hàng seri đồng kiểm trên toàn quốc, là khi hàng đến với anh em thì anh em sẽ được kiểm tra hàng đúng hàng đúng sản phẩm thì em nhận nhé. Nếu không đúng hàng đúng sản phẩm, anh em có thể hoàn trả về bên shop. Số điện thoại shop để góc màn hình thì anh em có thể gọi điện hoặc là kết bạn Zalo nhắn tin cho shop nhé. Thì đây anh em xem này, cái cọc cái dây đấy, cái cọc cái dây thì cái dây mình sẽ có hai loại nhé. Một là loại dây dẹt này, một loại là dây gọi là dây dày đi, dây dẹt dây dày nhé, dây dẹt dây vuông đi. Đây cái dây dẹt anh em nhé, đấy cái dây dẹt đây em xem kỹ này, đấy và cái dây vuông, đấy. Thì mình bán cái cầm nhé, cái cầm thì nó sẽ cái cầm đây, cái cầm này mới bây giờ là cái khoảng cách này rất chi là thấp nhé, để cho anh em ngắm bắn cho mình chuẩn xác hơn. Đấy cái cầm này cầm này mới này, đấy. Còn lỗ 12, còn lỗ 16 em nhé, lỗ 12 thì em lắp cảnh bắn bi như thế này. Lỗ 16 thì em lắp cảnh bắn chì. Đây nhá, hai cầm thôi. Đấy, hai cầm. Lỗ 12, lỗ 16 thì tùy em chọn nhé. Đấy, lỗ giữa ở bên dưới này, lỗ phi 35 để em bắt cái ống truyền thống này. Đấy, hai cầm. Một đôi cầm nhé, giá là 200.000 thôi em nhé. Một đôi cầm giá là 200.000. Đấy. Và cái dây, đấy, em mua một đôi cầm và một cái dây sẽ là 350 em nhé. Mua một đôi cọc với cả một cái dây là 350. Đấy, cái dây đây em xem nhé, cái dây là anh em có tác dụng là để anh em lắp cái kính ngắm này, lắp cái kính ngắm bên trên nhé. Đấy, lắp cái kính ngắm bên trên để nhiều anh em mà thích bắn xa hơn thì anh em lắp cái kính ngắm. Đấy, cả hai cái cọc một cái dây, đấy, hai cọc một cái dây như này giá là 350 thôi. Đấy, rất chi là rẻ, ngày xưa tận 400-500, bây giờ nó gọi là giá rẻ đi nhiều. Shop bán hết đi, để cuối năm 2024 rồi shop sẽ bán hết anh em nhé. Đấy, anh em mua hàng thì liên hệ với shop nhé. Vâng, video của shop xin kết thúc tại đây. Shop xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh em đam mê PCP trên mọi miền tổ quốc nhé.